Này cái thằng chó kia, mày không biết đường mà tránh à? Đúng là cái loại nông dân nghèo hèn ngu si. Mọi người ơi, mọi người có sao không? Tôi xin lỗi, tôi vô ý quá. Ôi giời ơi. Đâu vậy? Đây. Cái thằng điên này, mày kéo xe kiểu gì đây? Ôi, dập cả mông tao. Hóa ra mày chính là thằng làm cho bọn tao ra nông nỗi này đấy à? Thì ra là chúng mày à? Ôi giời ơi, là mày à Đức giáo sư? Tao cứ tưởng thằng ngu nào cơ. Hóa ra là mày. Bao nhiêu năm không gặp mà mày vẫn vẻ như xưa nhỉ? Mà nghe nói mày lên thành phố làm việc cơ mà, sao làm việc kiểu gì lại về quê kéo xe mía thế này? Nhìn đúng là chán thật đấy. Nếu như tao mà là mày, chắc là tao không dám vác mặt về quê đâu. Cái gì cơ? Đây là bạn của bọn anh á. Trông bọn anh thế này mà lại có loại bạn rẻ rách thế này à? Thôi em ơi, em nhìn bộ dạng của nó xem, làm gì mà nó có tiền mua đồ xịn như bọn mình chứ. Này, lâu lắm mới gặp nhau, sao chúng mày nói chuyện thiếu tôn trọng người khác thế? Cái gì cơ? Mày cứ lấy cái gì ra để mà bọn tao tôn trọng mày chứ? Kiều bác, không phải ngày trước chúng ta là bạn thân của nhau à? Ngày trước khác, giờ khác rồi. Ngày xưa cũng là vì nhà mày có tiền nên là tao mới chơi với mày thôi. Chứ bây giờ nhà mày phá sản rồi thì mày lấy cái tư cách gì mà chơi với tao? Đúng là tao không ngờ mày có người như vậy đấy. Mày đúng là không xứng đáng làm bạn của tao. Ai, mày được làm bạn với thằng Bắc là phúc ba đời nhà mày rồi đấy. Bây giờ nhà nó giàu, quản lý cả một mẫu mía, doanh thu lên tới cả tỷ đồng đấy. Này, tôi đâu có hỏi mọi người đâu mà mọi người phải khoe như thế. Ô cái thằng này, mày dám ăn nói náo tét với bọn tao thế à? Là mấy người nói chuyện thiếu tôn trọng với tôi trước chứ. Chứ tôi còn nói gì đâu. À thôi, tôi không nói chuyện với các người nữa, tôi đi đây. Này, khoan đã, mày làm bọn tao ngã như thế, bây giờ bảo đi là đi dễ như thế à? Tôi thấy mấy người có bị làm sao đâu, đang còn đứng đây chỉ nhục tôi được cơ mà. Này, ai bảo mày là không bị làm sao? Tao đau hết cả lưng rồi đấy. Tao thì đang sắp gãy chân rồi này. Thì không may chuyện xảy ra như thế, tôi đã xin lỗi mọi người rồi còn gì. Mày làm bọn tao ra nông nỗi như thế này, mày tưởng xin lỗi là xong à? Này, sao mày ngu đấy nhở? Nãy giờ bọn tao nói mà mày không hiểu sao? Ý ấy là mày phải đền tiền cho bọn tao đi. Đây, đằng nào trước đây chúng ta cũng là bạn học cũ, tại sao mà xảy ra một chuyện thế này thôi mọi người lại bắt tôi đền tiền là sao? Sao? Ý là mày không đền tiền chứ gì? Hôm nay mày không đền nhá, đừng hòng đi khỏi đây. Thôi được rồi, bây giờ mấy người cứ đi khám đi. Hết tiền thuốc, tiền khám bao nhiêu tôi gửi. Không được. Mày nghĩ bọn tao là trẻ con hay sao mà định dắt mũi như vậy? Bây giờ nhỡ may bọn tao đi khám rồi mày chuồn đi mất thì sao? Đúng, bây giờ ấy, cái gì cũng phải tiền tươi. Thôi, mày đưa tiền nhanh lên để bọn tao còn đi khám. Đây là 5 triệu, mọi người cầm lấy đi. Cái gì? Sao có mỗi 5 triệu thế này? Cái thần kinh à? Thì đi khám thôi mà, có khi 5 triệu còn thừa ấy chứ. Trời ơi, đúng là cái loại nhà quê mà. Mày nghĩ những con người như bọn tao mà phải đến bệnh viện thường khám á, bọn tao mà đi khám là sẽ khám ở bệnh viện quốc tế và tốn rất nhiều tiền, mày hiểu chưa? Có, bạn ấy có biết bệnh viện quốc tế như thế nào đâu. Thế tóm lại là mấy người muốn bao nhiêu tiền? Mỗi người 5 triệu, 4 người là 20 triệu. Này, cái người đi ăn cướp đấy à? Sao? Không có tiền à? Thôi, mày quyết định nhanh đi. Nếu như mà không có tiền thì để bọn tao còn biết đường. Không thì bọn tao sẽ nằm ở đây, vằn vạ đây. Đúng là cái lũ ăn cướp à? Đúng là mùi tiền, thơm hơn cả mùi nước hoa.
Bây giờ chúng ta phải cảm ơn bạn Đức vì đã đưa tiền cho chúng ta đi khám bệnh. Mà Vương, Tùng, con đứng đấy làm gì? Mau giúp bạn Đức kéo xe lên đi. Thôi, không mượn, tránh ra. Đúng là nghèo còn sĩ diện. Nào, đẩy giúp bạn ấy đi, con bạn ấy mệt đấy. Cảm ơn bạn nhá. Chào nhá. Anh về rồi đấy à? Ừ, may quá, hôm nay em gặp anh. Không là em không biết vứt cái xe mía này ở đâu ạ. Có gì đâu mà cảm ơn chứ. Mà mẹ em sao rồi? May mà mẹ em không sao anh ạ. Bệnh người già ấy mà. Với lại bây giờ cái Nhung ở trong nó chăm mẹ, nên là tối em mới vào anh ạ. Ừ, thế thì tốt rồi. Mà anh ở lại ăn cơm với em nhá. Lâu lắm rồi, anh em mình chưa ngồi với nhau. Ừ, vậy cũng được. Thế anh vào trong nhà ngồi đi, em ra vườn bắt con gà vào, anh em mình ăn cơm anh nhá. Ừ. Thằng Long, thằng Long đâu rồi? Là hai đứa chúng mày à? Đây, hai đứa mày đến đây tìm Long làm gì đấy? Lại là mày à? Mà tôi tưởng hai người đi khám bệnh rồi cơ mà. Việc nhà mày à? Thì đương nhiên là việc của tôi mà. Tôi đưa tiền cho các người đi khám bệnh. Các người không đi khám bệnh, các người đi ăn chặn tiền của tôi đúng không? Thôi đi, cái thằng nghèo hèn à? Đấy là việc của bọn tao. Không bận mày phải quan tâm. Đúng là ghê tởm mà. Anh Đức ơi. Sao hai người lại lên đây? Thằng chó này. Mày hỏi vui đấy nhở? Bố mày đến đây để đòi nợ. Trả tiền cho bố mày đi. Nhưng mà đã đến hẹn đâu mà hai người đến đây lấy tiền chứ? Tết nhất đến nơi rồi. Bọn tao phải đi thu hồi nợ, phải lấy tiền tiêu Tết chứ. Tôi nói rồi, chưa đến hẹn tôi chưa đủ tiền để trả. Chó này, nói nhẹ mày không gừa đúng không? Vậy thì bố nói cho mày biết luôn, nếu như hôm nay mà không trả tiền cho tao, tao sẽ cho mày múc lên đây và san phẳng của mẹ nhà mày luôn. Này, hai người phải thư thư cho tôi ít hôm, tôi bán nhà mới có tiền trả cho hai người được chứ. Thư thư à? Thư thư là đến bao giờ? Tết sang năm à? Này Long, em làm gì mà nợ người ta tiền đấy? Anh ơi, mấy năm trước bố em bị ốm, nhà không có tiền nên là em phải mượn anh ta 200 triệu. Bây giờ anh ta bảo là cả gốc lẫn lãi lên tận 300 triệu. Số tiền lớn như thế, em biết xoay ra ở đâu để trả cho anh ta chứ. Bây giờ em không bán nhà thì lấy gì mà trả à? Này, vay 200 triệu, một năm lấy lãi 100 triệu. Các người cho vay nặng lãi đấy à? Đấy là do nó ngu thôi. Lúc viết giấy nợ, do nó không đọc kỹ. Bây giờ thì trách ai? Đúng là bóc lột sức lao động của người khác mà. Này, ăn nói cho đàng hoàng vào, tao gọt cái mồm mày đi đấy. Thôi, em không cần đôi co với hai thằng nghèo hèn này làm gì, mất thời gian ra. Anh nói cũng đúng đấy. Bọn tao nhiều việc lắm, không có thời gian ở đây nghe mày giải thích đâu. Bây giờ trả tiền cho tao hay để tao gọi máy múc đến? Tôi xin hai người đấy. Bây giờ hai người mà múc nhà tôi đi, tôi còn biết bán cho ai được chứ. Bố mày không quan tâm. Đấy là việc của mày. Hai người thôi đi. Hai người ức hiếp người quá đáng lắm rồi đấy. Được rồi, số tiền này tôi sẽ trả cho nó. Vậy thì mày trả đi. Nhanh lên, để bọn tao còn về. Tôi không mang theo nhiều tiền mặt ở đây. Các người đợi tí, để tôi gọi người đến. Điện thoại tôi hết pin rồi. Thế này đi, chiều nay tôi sẽ mang tiền đến trả cho hai người. Mày nghĩ bọn tao bị ngu à? Bây giờ mày chạy trốn thì sao? Bớt diễn lại đi. Đã không có tiền, đừng có làm máu. Thưa anh Đức ạ, em biết là anh thương em, nhưng mà anh làm như thế lại lấy cớ để bọn nó khinh thường anh mà thôi. Em yên tâm đi, anh trả được mà. Đây là thẻ ngân hàng của tôi, mật khẩu là 6 số 6. Tôi sẽ trả 35 triệu cho nó, còn 20 triệu tôi bố thí cho hai người ấy, để hai người về nhà học lại đạo đức của mình đi. Nhưng mà liệu trong thẻ này có tiền hay không? Các người cứ ra ngân hàng kiểm tra xem, nếu không đúng số tiền đấy thì các người thích làm thì làm. Thôi được rồi, vậy thì tao tạm tin mày vậy. Nhưng mà nếu không có tiền thì mày đừng có trách tao.
Nhưng mà dù sao cũng phải cảm ơn mày, vì đã bố thí cho tao 20 triệu. Này, nó sỉ nhục như thế mà anh cũng cầm à? Ui giời ơi, sỉ nhục cái gì chứ, có tiền thì không bao giờ nhục cả em ạ. Thôi, tao về đây, tạm biệt mày nhá. Đi thôi em. Đúng là một lũ vô học mà. Mày anh Đức này, anh làm gì mà có nhiều tiền thế? Đây là tiền tiết kiệm của anh. Vâng, em cảm ơn anh nhiều lắm. Anh đúng là ông bụt của đời em mà. Em hứa là em cố gắng đi làm để trả nợ cho anh nhá. Số tiền này ấy, anh cũng chưa cần dùng tới. Em cứ thư thư trả sau cũng được. Bây giờ quan trọng ấy là phải cố gắng. Dạ vâng ạ. Vậy bây giờ em vào làm con gà này, rồi anh em mình ăn cơm anh nhá. Ừ, để anh giúp em. Dạ vâng ạ. Alo, ai đấy? Đức à, tớ Trúc lớp trưởng đây. Nghe nói cậu đang ở quê à? Đúng rồi, tớ mới về. Thế thì tốt quá. Hôm nay lớp mình có tổ chức buổi họp lớp ở nhà hàng Cô Tám. Cậu rảnh thì đến tham gia với bọn tớ nhé. Được rồi, tớ sẽ đến. Alo, cậu mang xe về cho tôi để tôi đi họp lớp nhé. Anh ơi, xe bị hư em mới đem đi sửa. Chắc phải mai mới lấy được à? Được rồi, tôi tự sắp xếp. Anh Đức đây à? Ừ, anh đây. May quá gặp em ở đây. Em có biết ở làng mình có ai chạy taxi không? Anh đang muốn đi họp lớp mà xe của anh thì bị hư mất rồi. Taxi à anh? Ở quê mình gọi taxi hơi khó anh ạ. Mà có anh Hải hay chạy thì em nghe nói là mẹ anh ấy bị ốm, anh phải lên Hà Nội luôn rồi anh ạ. Thế thì khó nhỉ. Thế anh đi họp lớp ở đâu? Anh họp lớp bên nhà cô Tám thế này này. Thế à? Bây giờ em với bố tính đi qua đấy chờ đợi cho người ta. Nếu mà anh không chê thì lên xe Châu đi cùng em luôn nhá. Xe Châu à? Thú vị đấy. Anh cũng muốn đi cho đỡ mỏi chân. Dạ vâng, vậy mình đi thôi anh. Này, con Trúc đợt này nhìn xinh, ngon nghẻ ra phết đấy nhỉ. Ngày xưa nhìn xấu xấu bẩn bẩn không mà. Các cậu cứ trêu mình. Này, tao phải công nhận là bây giờ có khi mày khá khấm nhất ở cái lớp mình đấy. Uầy, mà nhìn ai đi mẹt đến kìa, nhìn oanh nhờ. Xe đẹp thế. Xinh thật đấy, có mày à Trúc? Chào mọi người. Này, mới trúng số sao mà mua xe đẹp thế? Xe này là xe của ông anh tao. Tao mượn đi vài vòng ấy mà. Ê, đúng là ông anh của ông có mắt nhìn xe rồi đấy. Tôi nghe nói xe này ở cái tỉnh này chỉ có vài chiếc thôi. Ông ấy mà mua được cái xe này chắc chắn phải là người tầm cỡ đấy. Chuyện, ông anh tôi là tổng giám đốc công ty SVM cơ mà. Mà hình như tớ nghe nói công ty SVM đấy là một công ty lớn lắm đấy. Lớn mạnh về lĩnh vực xây dựng mà. Cái bà Trúc này, chuyện gì cũng biết. Kia có phải là cái thằng bạn nghèo hèn của bọn anh không? Chú xin chào với ạ. Rồi, rồi, cháu cảm ơn chú với em nhá. Dạ vâng ạ. Anh đi đây. Dạ vâng, anh đi nhá. Rồi anh đi đây. Chào các bạn. Mày vẫn dám vác mặt đến đây à? Sao mặt mày dày thế? Ui giời, cái mặt thằng này nó dày như cái thớt, có biết ngại là cái gì đâu, nhỉ? Đời tôi hỏi nhà ai, đi họp lớp mà đi bằng xe Châu. We'll be right back.
đập quần áo, ổng liền tuyền. Nhưng mà thôi, mày đừng có nói những cái điều vô lý đấy làm gì. Nó đi xe châu tới đây là biết nó có tiền hay không rồi. Ờ, có khi tao nhìn nhầm thật. Gì đấy? Chào mọi người ạ, tôi là bảo vệ của cửa hàng. À mọi người, hiện tại đang có một chiếc xe là Mercedes C200 đang đậu sai vị trí. Thì không biết là anh chị có thể cho em xin chìa khóa để bảo nhân viên đậu lại đúng vị trí không ạ? Xe kia là xe của mình mà. À đằng kia, mày nói vớ vẩn cái gì đấy? Xe nào là xe của mày? Tôi đang bảo cái chiếc xe mẹ kia là xe của tôi. Đúng kìa, thằng Đức nó đang tranh xe với mày đấy. Vớ vẩn, làm gì có chuyện đấy. Xe này là xe của anh họ tao. Anh họ tao cho tao mượn đi đấy. Này, ban nãy không phải là mày bảo xe mày đang đi sửa à? Kìa mọi người, sao mọi người tin nó nói à? Thằng này là thằng chuyên bốc phét mà. Không phải, xe này chính xác là xe của tôi. Nhưng không hiểu sao thư ký bảo là đang đi sửa mà giờ nó lại ở đây. Đúng là không biết điều mà. Lại còn có cả thư ký nữa cơ à? Mày có thôi cái trò giả danh chủ tịch với bọn tao được không? Mà nhìn cái hạng người như nó thì chủ tịch cái gì chứ? Tôi nghĩ có khi là chủ tịch hội xe kéo, chủ tịch hội xe châu ấy. Cái thằng bác này, chí được cái nói đúng rồi. Các người thôi đi. Các người không tin tôi đúng không? Được rồi, để tôi chứng minh cho các người biết. Sau đấy, các người phải xin lỗi tôi thôi. Vậy thì để tao chống mắt lên xem. Mày chứng minh kiểu gì? Tí nữa lại lấy lý do mà. Rồi. Này, nó gọi cho ai thế? Mày hỏi tao, tao làm sao biết được. Mày muốn biết đấy, thì lại mà hỏi nó. Tao mà phải thèm hỏi nó. Sao? Không chứng minh được à? Không hiểu sao thư ký của tôi lại không bắt máy. Không nghe máy là đúng rồi. Loại như mày thì làm gì có thư ký. Mà tao nghĩ có khi điện thoại không có tiền mà điện cơ. Ảo tưởng. Mày bớt ảo tưởng đi. Để tao nói cho mày biết, chiếc xe kia là của anh họ Tùng và là tổng giám đốc của công ty SVM đấy. Cái thằng bác này, chỉ được cái nói đúng. Anh tao bây giờ là tổng giám đốc của công ty SVM. Sắp tới anh tao còn cho tao làm trưởng phòng kế hoạch nữa đấy. Ui, tao nghe nói cái công ty SVM đấy là công ty xây dựng lớn nhất cả nước đúng không? Thằng này, cái gì cũng biết, giỏi thật đấy. Thì ra, cậu là em họ của tổng giám đốc công ty SVM à? Đúng vậy. Được rồi, để tôi hỏi xem cậu ta như nào. Lại nữa à? Mày không cảm thấy chán à? Thì mọi người đang muốn tôi chứng minh mà. Tôi đang chứng minh đây thôi. Alo, cậu Dũng à? Nghe nói cậu có một người em họ tên là Tùng, có phải không? Dạ, em làm gì có em trai à? Em chỉ có một đứa em gái, nhưng mà nó đi du học bên Mỹ rồi ạ. Thì ra là vậy. Tôi hỏi thế thôi. Đấy, mọi người nghe được chứ? Tổng giám đốc công ty FM làm gì có một người em họ tên là Tùng đâu. Cái thằng này, mày chỉ được cái nói láo thôi. Ai mà tin mày được chứ? Nhớ mày mày thuê thằng kia lừa bọn tao là sao? Đúng là mày cũng thủ đoạn rồi đấy. Nếu mọi người vẫn không tin thì Tùng, mày có thể gọi anh họ của mày đến đây để đối chất trực tiếp xem sao. Được thôi, nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì? Nếu như mày không phải chủ tịch của công ty FM thì phải lột sạch quần áo, chạy quanh cái nhà hàng này cho tao nhá. Được thôi, ông cứ gọi đi. Mày nhớ cái mồm nhá. Alo anh ạ. Em đi đến nhà hàng để đi họp lớp. Mà có thằng nó nói nó là chủ tịch của công ty FM. Nó còn bảo anh là giám đốc Parker đấy chứ. Anh ơi, anh đến ngay xử lý luôn cho em nhá. Mày cứ đợi đấy, anh tao sắp tới rồi đấy. 30 chưa phải là Tết. Kịch hay đang còn ở phía trước. Mày cứ chờ đấy mà xem. Được thôi. Anh tao sắp tới rồi đấy. Thằng nào dám nói tao là tổng giám đốc Parker đấy hả? Ra đây tao bảo vỡ mồm. Thằng này anh. Chủ tịch ạ. Cái gì? Sao anh lại gọi nó là chủ tịch? Mày im cái mồm đi. Mày có biết đây là chủ tịch công ty FVM không? Anh có nhầm không đấy? Cái thằng này mà là chủ tịch cái gì? Việt Anh, sao cậu bảo với tôi
là xe của tôi đang đi sửa cơ mà. Tại sao bây giờ nó ở đây? Xin lỗi chủ tịch. Tôi vì thể diện nói cho chủ tịch cho thằng em họ mượn xe. Tôi biết tôi sai rồi ạ. Mong chủ tịch tha lỗi cho tôi. Thế còn chuyện tổng giám đốc thì sao? Còn việc bổ nhiệm cầu Tùng đây là trưởng phòng kế hoạch nữa. Cứ ở thích đi. Dạ, chuyện này là lỗi của tôi ạ. Cậu gan thật đấy. Dám xen vào việc của phòng tuyển dụng, lại còn giả danh là tổng giám đốc để đi bổ nhiệm linh tinh tinh nữa. Tôi nói cậu biết, từ hôm nay cậu chính thức bị sa thải. Công ty của tôi không thể nào có một thư ký mà có tính tình sĩ diện như thế được. Nhưng mà chủ tịch ơi, còn cả cậu Tùng nữa, không có chuyện làm ở công ty của tôi đâu. Đức này, đúng là từ trước đến nay tao không biết nên là tao mới khinh thường mày. Mày cho tao xin lỗi nhá. Để tình là bạn bè tốt, mày bỏ qua cho bọn tao nhá. Tôi cái con khỉ ấy, tao bạn bè gì với loại người như mày? Mồm thì coi thường sử dụng người khác, lại còn bóc lột, cướp tiền của người lao động nữa. Mày không xứng đáng là bạn của tao. Còn mấy người nữa, tôi thật sự thất vọng. Từ bây giờ trở đi, hy vọng không gặp lại. Chủ tịch. Biết ngay mà, hóa ra là bọn chúng thông đồng với nhau để đánh cháo nguyên vật liệu. Anh làm cái quái gì vậy? Làm việc thì không ra làm, đứng ở đây làm gì? Chơi hả? Mắt nào của anh thấy tôi chơi hả? Ở đây tao là quản lý, tao nói gì thì nó lại như thế. Anh đừng có mà vô lý nhá. Tôi thấy bao xi măng bị rách nên là tôi xếp lại thôi. Thế mà anh bảo tôi ngồi chơi được. Ô, cái thằng này, mày dám trả treo với tao à? Mày có muốn nghỉ việc hay không? Tôi xin lỗi. Này, tao đã cho mày đi chưa? Thế còn muốn cái gì? Đơn giản thôi. Quỳ xuống đây xin lỗi tao. Nếu không thì nghỉ việc. Anh... Cái gì đấy? Anh cầm đọc cho kỹ đi. Siêu âm khám thai à? Có thai này. Chúc mừng cô nhá. Bây giờ anh tính sao? Tính sao là sao? Đây là thai của cô mà. Cô có liên quan gì đâu. Anh đừng có giả ngốc nữa. Cái chuyện đêm hôm đấy anh không nhớ gì à? Cậu tính bao giờ thì quay về? Chưa biết được. Tình hình dưới này đang rất căng thẳng. Tôi đang điều tra xem chúng nó đã ăn chặn bao nhiêu tiền của công ty rồi. Cậu về báo với kế toán, thống kê lại từ trước đến giờ bao nhiêu tiền đã mua nguyên vật liệu rồi nhá. Dạ vâng ạ, tôi biết rồi ạ. Người đàn ông kia là ai đấy nhỉ? Có quan hệ gì với anh ta không? Rồi, em không biết nữa. Mà thôi, chắc không phải việc của mình đâu. Uống đi nhỉ. 2, 3, tô. Tôi xong việc rồi đây. Chúng ta nhậu tiếp nhá. Hôm nay không say không về. Vâng. Vô. Thay mặt công ty, hôm nay tôi mời anh em một ly nhá. Rồi, lên đây. 2, 3, 4. Tài ơi. Ôi anh chị ngồi không? Em mới kiếp về đấy. Đỡ tôi hết. Hai thằng mày kém lắm. Này cô, cô có uống được nữa không? Tôi với cô uống. Bây giờ ấy, mà ai nằm trước là người đã thua hay chưa? Cô nói như thế chứng tỏ là cô sắp thua rồi đấy. Nào, phải thử thì mới biết được. Rồi, uống nha. Này cô ơi,
Cô say rồi đấy à? Thế là tôi thắng rồi đấy nhá. Mà thôi chết. Say ở đây rồi biết làm sao bây giờ. Này cô, nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về? Hôm đó thì tôi uống rượu say quá, tôi có nhớ cái gì đâu. Tôi không biết cái chuyện này đâu. Tôi nhớ là tôi không đụng vào người cô mà. Ý anh là sao? Ý của anh là tôi bắt anh đổ vào cái thai này á hả? Tôi nói cho anh biết, tôi chỉ ngủ với một mình anh thôi, nên chắc chắn cái thai này là của anh. Nếu cái thai này chắc chắn là của tôi thì tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô và con. Anh nói như vậy ý là anh vẫn chưa tin là con của anh đúng không? Đi theo tôi. Này cô, cô bảo tôi dẫn cô tới đây làm gì? Anh bảo là tôi cho anh đổ vỏ, tôi đi phá thai cho anh vừa lòng. Cô bị điên đấy à? Thì anh nghĩ thử xem, bây giờ sinh ra nó biết bố nó bỏ rơi nó, thì như thế nào đây? Cô yên tâm đi, cô cứ sinh nó ra, tôi sẽ lo cho hai mẹ con cô. Anh nghĩ là gia đình tôi sẽ chấp nhận một người công nhân như anh à? Cô đừng có mà coi thường tôi không đơn giản như cô nghĩ đâu. Bây giờ một tháng lương của anh là bao nhiêu? 6 triệu. 6 triệu? Anh có lo nổi cho tôi không? Bây giờ tôi không có tiền, nhưng mà cô yên tâm đi, ông nội của tôi ấy nhiều tiền lắm, ông ấy không để tôi phải chết đói đâu. Giờ phút nào rồi anh còn nói phét được nữa à? Đấy, đến cả cô không tin tôi nữa. Thôi cô nghe tôi, đi về đi. Nhưng mà bây giờ không còn lựa chọn nào khác đâu. Ý cô là sao? Gia đình tôi đã có hôn ước với con trai của công ty Vivu rồi. Chúng tôi chuẩn bị là đám cưới với nhau. Thì ra là chuyện này à? Mà cô yên tâm đi, chuyện này cô cứ để tôi lo. Bây giờ cô đi về đi. Không được đâu, bây giờ mà không cưới nhà tôi phá sản mất. Thế bây giờ cô chọn con hay là chọn kết hôn để cứu gia đình cô? Kìa Hà, cô suy nghĩ lại đi. Đứa trẻ có tội tình gì đâu. Cô về đi, có gì tôi sẽ giúp cô mà. Mọi việc ổn cả chứ? Tất nhiên là ổn rồi. Anh giao cho em là quản lý thì không phải lo. Cái chuyện ăn chặn tiền thi công này á, lộ ra là chết cả lút với nhau đấy. Cậu làm thế nào thì làm, đừng có để cái vị trí phó giám đốc của tôi cũng không giữ được, biết chưa? Dạ vâng ạ. Anh cứ yên tâm, anh cứ giao cho em ấy thì chuyện sẽ đâu ra đó. Đứa nào mà dám hỏi hè là em xử ngay. À đúng rồi, sáng nay có thằng ấy định ra xem bao xi măng, thế là em phát hiện em xử lý luôn. Mấy cái trường hợp đấy ấy, xử lý nặng tay ngay cho tôi, tránh gây họa nữa chưa? Dạ vâng ạ, em biết rồi. Thôi, làm việc tiếp đi, tôi về đây. Cô đây rồi. Tôi tưởng anh về rồi chứ. Tôi đợi cô mà. Vì tôi lo lắng cho cô. Mà sao cô không chịu nghe lời tôi vậy? Bây giờ cô đã hài lòng chưa? Anh đừng nói thêm gì nữa. Đưa tôi về đi. Thôi,
đến nhà cô rồi. Tôi về luôn đây. Đến nhà tôi rồi, anh không muốn vào à? Vào làm gì chứ? Tôi với cô bây giờ không còn liên quan gì với nhau nữa. Thôi, tôi xin phép. Anh Đức Tôi đưa cô vào nhà. Cô đi theo tôi làm gì? Tôi bảo với cô rồi, tôi với cô không liên quan với nhau nữa. Tôi... Đau lắm không? Có. Này! Mày là thằng nào? Sao lại dám ở đây tấm tay tấm chân con gái tao là sao? Mà này, tao nói cho mày biết, con gái tao là cành vàng lá ngọc, lấy những người có địa vị trong xã hội, chứ không phải cái loại á ngày lo ba bữa không xong đâu. Mẹ, mẹ nghe con nói đã. Anh ấy chỉ giúp đỡ con thôi. Lúc nãy con đi ra ngoài đường không may bị ngã, thế là anh ấy có lòng tốt đưa con về nhà thôi mẹ ạ. À thế à? Thế được rồi. Đây, trả công cậu 200. Ở đây hết việc của cậu rồi, cậu đi cho. Dạ, cháu đến đây không phải vì tiền. Cháu có việc rồi, cháu xin phép. Đã nghèo thì còn sĩ. Con gái, mẹ biết là con không bao giờ để ý đến mấy cái thằng công nhân nghèo hèn ấy đâu. Mẹ nói sao chứ, công nhân cũng là cái nghề mà. Anh ấy có ăn xin hay ăn cướp gì của mẹ đâu. Mà thôi, không nói chuyện thằng đấy nữa. Ngày kia có cậu Bắc, con trai của giám đốc công ty Vivu đến nhà mình chơi, con liệu mà đón tiếp đấy. Mẹ, con đã nói với mẹ con không thích anh ta rồi mà. Sao mẹ suốt ngày cứ gán ghép thế? Mày ngu thế à con? Mày muốn công ty của nhà mình bị phá sản à? Nhưng mà... Thôi, không nói chuyện này nữa. Bây giờ mẹ có chút việc phải đi với mấy bà bạn. Tối mẹ về mẹ nói chuyện với mày sau. Hà ơi, tôi bác gái đi rồi. Bây giờ có chuyện gì mày kể tao nghe đi. Tao có thai rồi. Cái gì cơ? Mày có thai á? Nhưng mà có với ai cơ chứ? Có với cái người lúc nãy. Thật không vậy hả? Là cái thằng công nhân hồi nãy á? Bây giờ tao không biết phải làm thế nào cả. Bỏ nó thì không được, mà nếu không thì tao không giúp đỡ bố mẹ tao được. Cô suy nghĩ kỹ chưa? Tôi nghĩ kỹ rồi ạ. Nếu như cô bỏ đứa bé lần này thì khả năng lần sau cô mang thai là rất khó đấy. Bác sĩ nói gì cơ ạ? Hiện tại kết quả cho thấy khả năng cô mang thai lần sau là rất thấp. Nên nếu như cô bỏ đứa bé lần này thì cơ hội làm mẹ lần sau là... Anh ạ. Cậu chủ, cậu mới về à? Ừ. Đi đâu về đấy? À, dạ, ông chủ bảo em sang bàn công việc với công ty đối tác Vivu, em mới về đến đây ạ. Ừ. Công ty đối tác Vivu á? Dạ vâng ạ. Bàn việc thế nào rồi? À, dạ, vẫn chưa ký kết hợp đồng anh ạ. Bởi vì là bên họ chưa đưa ra được sản phẩm ưng ý với công ty của mình. Với lại thật ra, công ty của mình không có ý định ký kết hợp đồng với bên họ. Chẳng qua đợt này họ đang rất cần rót vốn và nhắn tin liên tục cho bên công ty mình. Nên là ông chủ bảo em đến đó một chuyến xem sao ạ. Rồi, chuyện này ấy, cậu cứ để tôi giải quyết cho. À, nhưng mà chẳng phải anh đang điều tra vụ ăn chặn tiền của công trình hay sao ạ? Sao anh lại muốn tham gia vào vụ ký hợp đồng lần này ạ? Có những việc cậu không hiểu đâu. À, cậu cứ làm đi. Dạ vâng ạ. Vậy em xin phép đến công ty trước ạ. Ừ, đi đi. Cậu Bác, đến chơi đi à? Ôi trời, quý hóa quá. Cháu chào bác ạ. Hôm nay cháu đến nhà bác chơi, cháu có chút quà biếu bác ạ. Đến chơi là vui rồi, quà cáp làm gì chứ. Cháu ngồi đi. Mà
Hà đi đâu rồi bác? À, nó vừa ra ngoài có tí việc, chắc sắp về rồi đấy, cháu cứ ngồi chơi đi. Dạ vâng ạ. Ơ kìa con này, mày đi khe khẽ thôi, có đau cháu tao, biết chưa? À, tao biết rồi. Ơ, anh đến làm gì vậy? Tôi bảo tao không thích anh, sao anh mặt dày thế? Hà, còn ăn nói như vậy sao? Hà, em nói vậy là sao? Chẳng phải chúng ta sắp kết hôn rồi à? Em nói vậy là ý gì? Tôi bảo là tôi không lấy anh, tôi không muốn kết hôn với anh. Em nói như vậy là em muốn anh rút vốn khỏi công ty của em đúng không? Cậu bác à, chắc là hiểu nhầm thôi. Chứ chuyện cậu và cái Hà kết hôn á, chắc chắn sẽ diễn ra. Cậu cứ yên tâm đi. Mẹ! Mẹ im đi, đứng đó cho mẹ. Bác Hoa này, nếu như cháu không cưới được Hà thì chắc chắn công ty của bác sẽ không được yên đâu. Cậu bác, cậu cứ yên tâm, mọi việc cứ để tôi sắp xếp. Mẹ, con bảo rồi, con không cưới anh ta. Mẹ ngu lắm con ạ. À, mẹ thích ý, thì mà đi mà cưới. Này, em định đi đâu đây? Anh đang còn chưa nói chuyện xong với em cơ mà. Anh buông tay tôi ra, làm tôi đau đấy. Em không có quyền lựa chọn. Một là cưới tôi, hai là không ai cả. Cô lại còn định đánh tôi à? Này, anh làm cái gì đấy? Hà còn có thai đấy. Cô nói cái gì cơ? Hà có thai? Em có thai với ai? Nói cho anh biết, mau! Có với ai ấy cũng không phải là việc của anh. Em giỏi lắm. Em dám có thai với thằng khác, cắm sừng tôi à? Đi, đi theo tôi, đi phá cái thai này đi. Không, anh không có quyền gì làm cái việc đấy cả. Không có quyền à? Mày xin mồm mà. Đi, đi theo tôi. Alo. Anh đến bệnh viện ngay đi. Cái Hà nó bị anh bắt, lôi đi phá thai rồi. Cô là ai vậy? Mà hình như cô Hà phá thai rồi mà. Tôi với cô ta bây giờ không liên quan đến nhau nữa. Con Hà nó lừa anh đấy. Nó muốn đẻ đứa bé ra. Mà anh đến bệnh viện cản anh bắt đi. Không là anh ấy giết nó chết mất. Anh này kia, mày đi đâu ấy? Tôi có việc gấp phải đi rồi. Chào anh nhá. Ô, này, tao đã cho mày đi chưa? Mày có giỏi thì biến luôn đi nhá. Tao không cần cái loại nhân viên như mày đâu. Còn mấy thằng kia, có muốn nghỉ việc không hả? Thả tao ra thằng chó này. Mày câm miệng lại. Tốt nhất bây giờ mày nên vào và xử lý cái thai đi. Đừng có để tao nóng. Mày mà ông trời có mắt, cho tao biết được bộ mặt của mày đấy. Con chó này, bây giờ mày đã là người của tao rồi. Sống hay chết là do bố mày quyết định. Vào xử lý thai. Vào đây, nhanh lên. Dừng lại. Bỏ gối ra. Này, mày là thằng chó nào mà dám xíu vào chuyện của tao? Tao giới thiệu cho mày biết, tao chính là tác giả của cái thai trong bụng Hà đấy. Mày chỉ là một thằng công nhân mà mày dám tranh Hà của tao á? Mà có biết bố mày là ai không hả? À, bố tao á? Đương nhiên là tao biết bố tao là ai rồi. Còn cái loại mày ấy, tao không cần biết. Tao chỉ cần biết đứa nào đụng vào con tao, đụng vào Hà thì đừng có trách tao. Vậy thì để tao giới thiệu cho mày biết. Tao là giám đốc của công ty Vi Vu. Và hiện tại công ty nhà Hà đang cần công ty nhà tao nhập hàng. Nếu như bây giờ mà không nhập số hàng đấy, chắc là công ty nhà cô ta sẽ không trụ được đâu. À, thì ra mày là giám đốc công ty Vi Vu à? Nhưng mà tao nhớ không nhầm thì công ty Vi Vu đang nợ một số tiền rất là lớn. Các công ty khác không chịu rót vốn. Vì vậy công ty nhà mày đang cầu cứu công ty FVM đúng không? Sao? Sao mày lại biết thông tin đấy chứ? Mày ngạc nhiên lắm phải không? Tao nói cho mày một thông tin
mà còn ngạc nhiên hơn nữa cơ. Tao chính là cháu nội của chủ tịch công ty FM. Thôi đi, mày đừng có đứng đây mà bốc phét nữa. Không có ai là cháu nội của một công ty lớn mà đi làm công nhân quèn như mày đâu. Mày không tin thật hả? Được rồi, để tao chứng minh cho mày thấy. Được thôi, vậy thì tao chống mắt lên xem mày chứng minh kiểu gì. Sao lại không nghe mày lúc này chứ? Sao? Mày không chứng minh được phải không? À, em thấy rồi đấy. Em đi theo anh, chỉ có anh là mới mang lại được hạnh phúc cho em thôi. Chứ còn em theo cái thằng công nhân nghèo hèn này thì đến cơm cũng không có cho mà ăn đâu. Có chết đói tao cũng không cưới mày đâu. Danh con này, đi theo tao. Tao bỏ cô ấy ra. Bỏ cô ấy ra. Mày chờ đấy. Alo, cậu Long à? Cậu gọi điện ngay cho giám đốc công ty Vivo, bảo là chúng ta không hợp tác được nhá. Được rồi, cậu làm đi. Bố lại sợ mày quá. Alo, tôi nghe đây. Sao kìa? Sao lại không ký kết hợp đồng nữa à? Anh, có nhầm lẫn gì ở đây không ạ? Alo, alo. Sao? Thế nào? Cậu đã tin lời tôi chưa? À, em xin lỗi. Đúng là em có mắt mà như mù. Không biết anh là cháu nội của chủ tịch công ty FM. Nãy giờ có gì mạn phép, anh cho em xin lỗi nhá. Thôi, quá muộn rồi. Cậu bây giờ về nhà mà sửa lại nhân cách của mình đi. Tôi nói cho cậu biết, đừng bao giờ nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá người khác. Vì ở đời ấy, không ai biết trước ai hơn ai đâu. Về thôi em. Kìa. Tao bắt được mày rồi. Ngoan nào. Tại vì mày mà tao mệt lắm rồi đấy. Quê mình bây giờ ngày càng đẹp nhở? Đúng rồi. Mọi thứ như thay da đổi thịt, tất cả đều mới mẻ. Này này, ông nhìn kìa. Có phải là Đức giáo sư đúng không? Nói chứ còn ai nữa. Đúng là sau bao nhiêu năm mà nhìn vẫn phèn như ngày xưa. Thế mà ngày trước hắn ta là lớp phó học tập của chúng ta đấy. À, phải rồi. Nhân cái dịp này mình trêu nó một tí nhá. Được đấy. Tại mày mà tao mệt lắm ấy. Bây giờ mày nằm yên ở đây nhá. Cái gì này? Đức ra. Mày mới về à? Tao mới về. Mà sao trông mặt mũi với quần áo mày bẩn thế này? Tao đi bắt con lợn bị sủng chuồng. Bắt được rồi ấy, thì đến đây. Tức là có thằng nào đi ô tô ấy, nó cứ lấn sang đường này đường kia, rồi ép tao rơi xuống ruộng như này. Bực hết cả mình luôn đấy. Trông mày kìa, buồn cười thật đấy. Này, bạn bè không may bị như thế mà mày còn cười được à? Hả? Tao đùa thì thôi. Mà mày có đi họp lớp không? Họp lớp vào ngày mai chứ gì. Nhưng mà trước giờ tao có bao giờ đi họp lớp đâu. Đến đấy toàn bọn khoe mẽ thôi. Hay là ngày mai mày đi với tao? Thôi, bẩy vẽ ra làm gì. Ở nhà với tao ấy, làm mấy con gà làm thịt lên, anh em nhậu phải sướng hơn không? Thì mày cũng biết tao rồi đấy. Công tác xa nhà lâu lắm rồi mới về. Cho nên là tao cũng muốn gặp bạn bè một tí. Anh em ôn lại đi kỷ niệm ngày xưa. Với lại tao cũng muốn nhân cái dịp này
để mà quyên góp một ít quần áo cho trẻ em vùng cao ấy. Đợt này khổ lắm. Nếu mày nói thế thì tao sẽ đi với mày. Mày biết rồi đấy, tao không thích chỗ đông người đâu. Nhưng mà vì mày ấy, tao mới đi đấy nhá. Rồi rồi, tao cảm ơn, được chưa? Mà thôi, lên xe đi, tao trở về. Nhưng mà bẩn thỉu này... Có sao đâu, lên xe đi. À, để tao bế con lợn ra, nhá. Ờ. Mày đi với tao. Bắt được con lợn ở đâu mà mang về tận nhà thế này. À, đúng không? Ờ, về thôi. Chào người bạn. Chào Trúc. Bà ông về họp lớp đây à? Thì lâu năm rồi không gặp bạn bè. Tôi về chung vui với mọi người chứ. Bà nghe nói Tùng là kỹ sư ở trên thành phố cơ à? Thì tôi cũng mới mở công ty nho nhỏ thôi. Nói chung là nhìn lên thì chẳng bằng ai, mà nhìn xuống thì... Thì không ai bằng mình đúng không? Bạn tôi đúng là giỏi thật đấy. Giỏi cái gì đâu, ông quá khen. Cùng lắm ấy, tôi chỉ ngang ngang ông thôi. Bà nghe nói ông là giám đốc công ty gì to lắm cơ mà. À, tôi cũng đi làm công ăn lương, gọi là kiếm tí cơm tí cháo qua ngày thôi. To gì chứ. Mà đúng rồi, Trúc cũng đang làm cùng công ty với tôi đấy. Bọn tôi làm công ty đa gia. Thật thế á? Công ty này tôi nghe nói là to nhất nhì cái Hà Nội còn gì nữa. Cũng tạm được. À, mà tôi nghe nói hôm nay cả cô giáo đi họp lớp đấy. Thì cũng chính vì hôm nay có cô Hoa đi họp lớp nên là bọn tôi mới cất công tới đây đấy. Mà tôi nghe nói con trai của cô Hoa là chủ tịch công ty FM đấy. Tôi cũng nghe thằng Cường nó bảo như thế. Nhưng mà có thật như vậy không? Thật chứ sao không? Thế thì tốt quá rồi. Tí nữa vào trong nhớ làm thân với cô, để mình có cơ hội làm quen với chủ tịch nữa chứ nha. Đúng rồi đấy. Công ty FM là một công ty lớn. Bây giờ chúng mình làm quen, chỉ cần nhận được một vài cái dự án của công ty đấy thôi là phất lên ngay. Mà chúng ta đang đợi ai ấy nhở? Sao mà chờ mãi không thấy ai tới? Thì tôi không có biết ai đến nữa đâu. Tôi nghe thấy thằng Cường Cám nó gọi điện bảo đi họp lớp. Mà nghe nói ấy, có cả thằng Đức nữa đấy. Cái gì? Mà nghe nói thằng Cường Cám nó đang đi dạy ở trên vùng cao cơ mà. Nó vẫn về à? Thật thế á? Sao nó lại gọi điện bảo tôi đi họp lớp nhở? Này, nhắc đến tên Đức, tự nhiên tôi lại buồn cười, đau gắt cả ruột đây này. Có chuyện gì mà buồn cười? À, thì hôm trước tôi và Trúc đang đi trên đường làng thì thấy thằng Đức nó đang lùa lợn rồi ôm con lợn. Thế là bọn tôi mới lùa theo nó, ép nó vào bờ ruộng, nó ngã chổng mông xuống dưới ruộng luôn. Nhìn buồn cười chết đi được ấy. Này, tôi biết thằng Cường Cám như thế là tôi cạnh mặt nó từ lâu rồi. Còn cả cái thằng Đức kia nữa. Ui giời ơi, mất mặt thật đi. Này, tôi đang làm ông mất mặt lắm à? Chứ còn gì nữa. Bây giờ ấy, ông nhìn đi. Bạn bè ấy, ai cũng là ông nọ bà kia. Nhìn lại hai người đi. Đúng là hai cái thằng nghèo hèn bọn mày. Không ở nhà mà chăn lợn đi, để còn bày đặt đi họp lớp kìa. Bạn bè lâu ngày không gặp, làm gì mà căng thẳng thế? Còn cả mày nữa, cái thằng thầy giáo quèn, thấy người sang bắt quàng làm họ à? Này, mau biến đi. Nếu như mà các người không muốn gặp mặt bọn tôi thì tránh mặt đi là được mà. Dù sao thì cái buổi họp lớp hôm nay bọn tôi đến đây cũng chỉ là muốn gặp mặt cô Hoa, với lại quyên góp quần áo cho trẻ em vùng cao thôi. Hóa ra là mày đang tính lợi dụng bạn bè để xin quyên góp đấy à? Ui, này, bây giờ mày không làm thầy giáo nữa mà chuyển qua đi ăn xin à? Tao cũng không ngờ đấy. Ngày xưa hai thằng này bọn nó học giỏi nhất lớp đấy. Thế mà bây giờ nhìn có chán không cả. Phèn không chịu được. Đúng là cái bọn nghèo hèn này, việc quá gì nó cũng muốn làm mà. Này, Cường Cá đang làm việc tốt, đang quyên góp quần áo, làm việc vì xã hội và cộng đồng như thế. Các người thử hỏi xem, các người đã cho ai được cái gì chưa? Bọn tao cần đích gì mà phải cho ai. Bọn tao chỉ cần nhiều tiền, tiêu tiền của mình, như thế là đã đóng góp cho xã hội rồi, phải không ai ông? Trúc nói đúng rồi đấy. Cái loại nghèo hèn như chúng mày
mới thích làm việc cao cả thôi. Còn người giàu như bọn tao ấy, tiêu tiền là còn cao cả hơn chúng mày đấy. Đúng là đã ngu. Đây là suy nghĩ của bọn nó cũng ngu mà. Thật không ngờ là đạo đức của mấy người xuống cấp như vậy đấy. Thật không đáng để gặp lại mà. Thôi, bỏ đi, kệ họ. Mình chờ cô Hoa tới vậy. Gớm, bọn tao lại mong gặp lại chúng mày quá cơ. Các em đến đông đủ cả rồi à? Em chào cô ạ. Thôi, nếu đến đông đủ cả rồi, ta vào trong đi. Dạ, vâng ạ. Cô rất vui khi gặp lại các em. Sau bao năm xa cách, bây giờ thấy ai cũng thành đạt, cô rất vui đấy. Dạ, bây giờ bọn em thành đạt hết cả rồi cô ạ. Con của cô á, cũng gọi là có chút thành đạt trong công việc. Khi nào gặp, cô giới thiệu để các em biết, rồi cùng nhau hỗ trợ. Thế thì tốt quá cô ạ. Dạ, cảm ơn cô ạ. Cô đúng là phúc tinh của cuộc đời bọn em đấy ạ. Nhưng mà chỉ sợ có ai đấy lại không cùng đẳng cấp với con trai của cô đấy ạ. Các em ai cũng là học trò của cô cả, không có chuyện đấy đâu. À mà này, các em có hay đi từ thiện không? Cô cũng thích đi từ thiện lắm đấy. Cứ mỗi năm cô đi 3 lần mà đến những nơi vùng sâu vùng xa, xây cầu, đắp đường. Dạ, bọn em cũng hay làm lắm ạ. Dạ, đúng. Em vừa đi phát gạo từ thiện tháng trước đấy cô ạ. Còn em thì gần như là tháng nào cũng đến các trại trẻ mồ côi ạ. Các em đúng là ai cũng có tấm lòng nhân hậu. Chuyện nên làm thôi mà cô. Cô ạ, cũng hay em cũng đang quyên góp quần áo cho trẻ em vùng cao ạ. Thế à? Việc quyên góp của Cường, cô cứ để bọn em lo. Bọn em sẽ giúp bạn đấy, cô không cần phải lo đâu ạ. Thấy các em đoàn kết như thế này, cô vui lắm đấy. Mà nghe nói con trai cô cũng hay làm từ thiện lắm à? À đúng rồi, mà tháng sau nó có chuyến từ thiện lên vùng cao để hỗ trợ cho bà con. Các em có ai muốn đi không? Có, em muốn đi, cô cho em một vé nhá. Cả em nữa ạ. Thôi được rồi, các em ai cũng được đi hết. Dạ vâng ạ. Em cảm ơn cô ạ. À mà thôi, mọi người ta gọi đồ ăn đi chứ. Đứng lại đây. Sao chúng mày đi vội thế? Ông muốn gì? Những gì cô Hoa nói khi nãy, tốt nhất chúng mày xem như là chưa nghe thấy gì, hiểu không? Ý ông là không muốn bọn tôi tham gia chương trình từ thiện hả? Mày cũng thông minh ra rồi đấy. Tại vì chủ tịch FVM cao quý như vậy, chúng mày có quen cũng chỉ để sách dép cho người ta mà thôi. Vì vậy tốt nhất chúng mày không nên tạo mối quan hệ làm gì. Tôi bó tay với cách suy nghĩ của ông đấy. Bó tay hay bó chân là việc của chúng mày. Tao nhắc để chúng mày nhớ, tránh xa cô Hoa và tránh xa bọn tao ra. Ở đâu ra cái thói khinh người thế không biết. Tức chết mà. Thôi kệ đi. Về. Đi. Đưa mũ đây. Sao đến đâu cũng gặp chúng mày thế? Chúng mày theo dõi bọn tao đây à? Này, làm bọn tôi tới đây trước mà, ai theo dõi ai chứ? Này, bọn mày tính tới đây làm gì? Tính tới đây để xin xỏ cái gì à? Mà chúng mày có biết ở đây là đâu không? Đây không phải là nơi mà chúng mày vào được là vào đâu. Mà cút về đi. Chính các người mới không biết đây ở đâu ấy. Bớt coi thường người khác đi, kẻo hối hận không kịp đấy. Cái gì? Mày đang dọa bọn tao đấy à? Tao nói cho chúng mày biết, ở đây là nơi của những người có tiền. Bọn tao là những người có tiền, bọn tao mới có quyền đến đây. Bọn mày hiểu chưa? Đúng rồi đấy. Cái đồ mặt hạng chúng mày ấy, thì có nằm mơ cũng không bao giờ có được một giấc mơ đẹp như thế đâu. Tao nhắc lại lần cuối, tốt nhất là chúng mày nên cút về nhà đi. Đây, chúng tôi đến đây là để gặp chủ tịch công ty FVM, chứ gặp mấy người đâu mà mấy người có quyền gì mà đuổi bọn tôi. Mày nghĩ mày là ai mà chủ tịch sẽ gặp mày cơ chứ? Đừng nghĩ thân thiết với cô Hoa mà muốn đến đây nhá. Này, ở đây dành cho những người có tiền có địa vị, còn chúng mày thì... Thì làm sao? Bọn nó thì sao? Bọn nó là cái thứ nghèo nàn, mặt hạng bần cùng của xã hội, chứ còn sao nữa. Này, các người im hết mồm đi. Sao?
Bọn tao không được cười à? Bác cười chúc nói còn nhẹ đấy. Như tao ấy coi chúng mày như lũ chuổi bâu. Nhìn kinh bỏ mẹ. Đúng rồi đấy. Mày đi lấy mồm đi. Sao? Mày dám quát tao đấy à? Này dừng lại đi. Này còn cả mày nữa. Dừng lại. Các người làm cái trò gì đấy? Em chào cô ạ. Chào cô ạ. Các em sao thế này? Sao lại đánh nhau thế chứ? Dạ, tại vì bọn nó chọc giận em nên là em định... Định cái gì mà định? Trước cổng công ty của tôi mấy người tính gây rối đấy à? Mà cô ơi, anh đây là... À, xin giới thiệu với các em. Đây là Long, con trai cô, là chủ tịch của công ty FPM. Dạ, chào chủ tịch ạ. Em chào anh ạ. Chào chủ tịch. Quý hóa quá, thì ra đây là chủ tịch của FPM. Em chào anh ạ. Mà các người đây làm gì đấy? Em xin tự giới thiệu, em là Bắc, giám đốc của công ty Đa Gia. Hơn nữa, em là học trò yêu quý của cô Hoa đây ạ. Công ty em đang có dự án hợp tác với công ty FPM nên là mong anh chiếu cố ạ. Hóa ra là người của công ty Đa Gia à? Thôi bỏ đi, không có hợp tác gì ở đây hết. Chủ tịch, sao anh lại nói vậy à? Anh Đức ạ. Chủ tịch, sao chủ tịch lại quen thằng chăn lợn này à? Này, chủ tịch đừng có quen biết gì với nó, không là nó lừa chủ tịch đấy ạ. Thôi, anh im đi. Anh có biết anh Đức là ai không mà dám ở đây lớn tiếng mày ấy hả? Chủ tịch, anh nói vậy là có ý gì ạ? Tôi xin giới thiệu cho mấy người biết, anh Đức đây là cổ đông lớn nhất của công ty FPM đấy. Cái gì cơ ạ? Anh nói sao ạ? Cái thằng chăn lợn này mà nó lại là cổ đông lớn nhất của công ty FPM ấy ạ? Các người ở xa cho nên không biết. Tình cảm của Đức với lại cậu Long đấy thân thiết như là anh em ruột thịt trong nhà đấy. Ừ, Long, thế ra đây là ân nhân mà con nhắc với mẹ lâu nay đấy à? Dạ vâng, đúng rồi đấy mẹ. Ừ. Thế thì tốt quá, cảm ơn Đức nhá, em đã giúp đỡ Long. Dạ, không có gì đâu ạ. Chuyện này chắc mọi người không biết rồi. Lúc mà công ty tôi gặp khó khăn nhất thì có anh Đức đây đứng ra giúp đỡ, nên là công ty FPM mới thành công ngày hôm nay đấy. Các người mau xin lỗi anh Đức đi. Đức ơi, đúng là tôi có mắt mà như mù. Lâu nay tôi lại cứ khinh thường sỉ nhục ông. Có gì bạn bè cũ ông bỏ qua cho tôi nhá. Tôi cảm ơn, nhưng mà những người bạn quý như ông chắc là tôi không cần đâu. Đức này, ông làm ơn cho tôi xin lỗi đi mà. Có gì ông nói giúp với anh Long là làm ơn đừng có hủy hợp tác với chúng tôi, được không? Suy cho cùng cũng là vì lợi ích của các người thôi. Các người mặt còn dày hơn cả bánh bao đấy. Đúng là kinh tởm mà. Tôi không muốn nhìn mặt mấy người nữa. Mấy người đi đi. Các người không nghe anh Đức nói cái gì à? Muốn đi hay để tôi gọi bảo vệ? Bảo vệ đâu? Đức à, cô nghe lòng nhắc nhiều về con. Cảm ơn con nhiều lắm. Lâu nay đã giúp đỡ em ấy. Dạ, không có gì đâu ạ. Cô đừng bận tâm. Mẹ ơi, anh Đức là một người rất khiêm tốn đấy ạ. Cũng may là tôi không đắc tội với lại cổ đông lớn. Mà thôi, chúng ta vào bên trong đi, còn bàn về chuyện của chuyến đi từ thiện sắp tới chứ. Chuyện này cho anh đi cùng với nhá. Nhất trí chứ anh. Mà Cường này, ông không phải kêu gọi cái dự án của ông nữa đâu. Dự án này tôi sẽ tài trợ. Thật không? Tôi đùa ông chắc. Thế thì tốt quá. Thay mặt các em nhỏ, tôi cảm ơn ông nhiều lắm. Mọi người, chúng ta vào trong đi. Vâng ạ. Này, hai cái đứa mắt dày kia, đi hướng kiểu gì thế hả? Phóng nhanh vượt ẩu thì không biết. Chúng mày mà để tao bắt được, biết tay tao. Thôi em, chắc người ta cũng không cố ý đâu. Em đừng chửi nữa. Hai cái đứa này, chúng không chạy đi xe đẹp, cho nên là phóng nhanh vượt ẩu đấy ạ. Em mà bắt được chúng nó chứ. Đánh cho chúng nó một trận. Thôi, sửa xe đi. Anh còn đi nữa. Vâng ạ. Chứ xe mẹt thì ít khi bị động cơ lắm. Vâng ạ, thế em kiểm tra xem ạ. Kiểm tra cái lọc gió xem. Gió kia. À vừa nghe nói, mày định đánh ai đây? Này. Có gì từ từ nói đã. Mà bác còn phải không? Mày là... Tao Đức giáo sư đấy. Không nhận ra à? Đây. Thấy chưa?
Tàng Đức giáo sư, Tàng Đức chán rồ. Ủa giời ơi, mà sao bao nhiêu năm nhìn mày vẫn không thay đổi nhờ? Đang làm thợ sửa xe à? Đúng là vẫn nghèo hèn như ngày xưa. Bạn anh à? Ờ, bạn cấp 3 của anh ngày xưa đấy. Nhìn ăn mặc ấy cũng không đến nỗi nào mà lại làm nghề sửa xe à? Làm cái nghề này ấy thì kiếm được mấy đồng? Ờ kìa em, với cái hạng người nghèo nàn như nó ấy thì kiếm được vài đồng lẻ là cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Mà sao ngày xưa mày học hành giỏi lắm cơ mà, sao bây giờ lại đi làm cái công việc mạc hạn như thế này? Này bác, lâu ngày mới gặp nhau, không nói được câu tử tế mà mày lại nói tao khó nghe thế. Nhưng mà tao nói đúng mà. Cái loại nghèo hèn như mày được đứng đây nói chuyện với tao là phúc phần nhà mày rồi đấy. Chắc là chúng mày không biết, anh bác đây là con trai của giám đốc một nhà hàng lớn nhất ở vùng này đấy. Con trai giám đốc thì sao? Cứ là con trai giám đốc ấy thì được khinh thường và sỉ nhục người khác à? Hả? Này, bố mày đang còn chưa nói chuyện với mày đấy mà đích xía mõ vào chuyện của tao không? Hả? Tôi mới là người nói anh mới đúng. Anh đi xe không có mắt à? Mà lao như ăn cướp đấy hả? Bố mày thích đấy, mày làm gì được tao? Ngon mày ăn bố mày đi. Đúng là cái loại ý thức không bằng con ruồi. Này, mày nói ai đấy thằng chó kia? Tôi nói anh đấy. Anh đi xe phóng nhanh vượt ẩu như thế, ít ra anh phải xin lỗi tôi một câu chứ. Mày nói cái mẹ gì đấy? Tao mà phải đi xin lỗi một thằng sửa xe như mày ấy, bố mày còn chưa bắt mày xin lỗi đâu nhá. Buồn cười thật. Tôi lại phải xin lỗi anh cơ. Tại sao tôi lại phải xin lỗi? Trong khi anh là người sai trước mà. Nếu như anh là người có ý thức ấy, thì anh đã xin lỗi tôi một câu là một chuyện xong rồi. Anh bác nói đúng rồi đấy. Đường đường là con trai giám đốc mà lại phải đi xin lỗi thằng nghèo hèn như mày ạ. Này, cô nói anh nghèo hèn đấy hả? Tao nói mày đấy, mày không hiểu à? Cô đánh đá nó vừa đấy nhá. Cất cái mồm của cô đi. Đừng tưởng cô là con gái, tôi không dám đánh nhá. Cái mặt tao đây này, mày đánh đi. Đấy, tay mày đây đánh đi. Trời ơi. Anh ơi, mày đánh em kìa. Thằng chó, sao mày dám đánh người yêu tao chứ? Ai mượn cô ta thách tôi? Đã thế hôm nay, bố mày phải cho mày bài học. Này, vào đây, vào đây, vào đây. Này, cho trưởng cái tội vô ý thức đi nhá. Em phải xịt cho chúng nó rửa cái nhân cách rẻ tiền của nó đi. Này, này, này. Có giỏi đi, quay đây, ai quay đây. Bực hết cả mình. Này, có giỏi đi đứng lại. Này, em làm như thế là hơi quá rồi đấy. Với lại, em hơn thua với chúng nó làm gì? Đụng vào thằng bắt còm này ấy, không đơn giản như em nghĩ đâu. Nhưng mà hai cái đứa này nó vô ý thức quá anh ạ. Biết mình sai rồi mà vẫn cố cãi. Em phải cho chúng nó một bài học. Nhưng mà lần sau ấy, đừng dây dưa với bọn này, rút kinh nghiệm đi. Ừ, em biết rồi ạ. Thôi, mình sửa cho xong xe đi anh. Sao đấy, không đi tiếp nữa à? Dạ, chắc là xe lại có vấn đề rồi ạ. Anh chờ chút, em xuống kiểm tra xem sao. Ừ. Đây, xe làm sao thì mà khói tùm lên thế? Chắc là đứt dây làm lạnh rồi anh ạ. Làm sao bây giờ? Anh còn đi họp lớp nữa. Anh chờ một chút. Em sửa chắc là một lúc là xong thôi ạ. Khoảng bao lâu? Chắc tầm 30 phút anh ạ. 30 phút? Thế thì muộn họp lớp của anh mất rồi. Bây giờ em sửa xe đi. Anh đi bộ tới đấy cũng được. Anh đi bộ làm sao được ạ? Được mà. Đợt này ngồi xe nhiều anh đau lưng quá. Chắc đi bộ cho thoải mái một chút. Với lại thăm thú đồng ruộng luôn nhá. Dạ. Sửa đi. Anh đi đây. Vâng ạ. À, 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 à.
này cơ. Không có sao không? Cô đứng dậy đi. Cô sao không? À tôi không sao. Mà anh không có mắt à? Hả? Đường nó rộng như thế kia, biết được mà tránh ra. Cô này buồn cười nhỉ? Tôi đi phía trước, cô đi phía sau. Cô đâm vào tôi thì tôi làm sao mà tôi tránh được? Cãi. Anh là cái loại đàn ông mà giống đàn bà, không biết nhường phụ nữ. Cô bảo tôi đàn bà hả? Đúng rồi đấy, anh là cái loại đàn bà. Mà thôi, anh tránh ra đi, tôi còn đi. Ngứa hết cả mắt. Này cô, có bao giờ này cơ? Vương phải không? Đức giáo sư đấy hả? Lâu quá rồi không gặp nhỉ? Nhìn cái bộ dạng mày vẫn nghèo hèn như xưa đấy. Ông nói vậy là có ý gì? Thì tao đang khinh thường mày nghèo đấy. Mà nhìn cái bộ dạng này chắc là đi bộ tới đây đúng không? Xe tôi bị hư dọc đường nên là tôi đi bộ tới đây. Mày nghĩ tao tin lời của mày nói à? Đừng tưởng tao không biết hoàn cảnh của mày. Nhớ cái năm xưa không? Mày không có tiền ăn sáng, phải chép bài hộ tao để lấy tiền ăn sáng, không đi nhục nhã à? Năm xưa là chuyện của năm xưa, bây giờ tôi khác rồi mà. Năm xưa hay bây giờ thì vẫn toát lên cái mùi nghèo hèn đấy thôi, không thoát được đâu. Mà này, nhìn mặt mày cũng dày thật đấy, dám tới đây để họp lớp. Mày nghĩ mày đủ tư cách nói chuyện với bọn tao hả? Lâu ngày không gặp, hóa ra mày cũng coi thường và sỉ nhục tao như thế. Này, nói như vậy là trước tao còn có rất nhiều người khinh thường mày à? Thôi, người ta nói vậy là đúng rồi, ai bảo mày nghèo làm chi? Nghèo hay giàu thì quan trọng gì chứ, tôi có ngửa tay xin tiền các cậu không? Nhưng mà tao giờ đã ở một cương vị mới rồi. Thông báo cho mày biết, tao bây giờ là trưởng phòng ở một công ty lớn ở trên thành phố. Cái loại mày ấy, không có đủ tầm để nói chuyện với tao đâu. Tôi tưởng cậu làm gì to tác lắm cơ, hóa ra chỉ là một người trưởng phòng thôi. Mày... Cậu đừng có coi thường tôi, rồi đến lúc cậu phải hối hận đấy. Tao chờ cái ngày đó đấy. Ôi, xe có ai mà xịn thế? Chắc là bạn học của lớp mình đấy. Đời như mày bao giờ mới mua được con xe như thế này? Tùng Long Trúc, ra đây! Vương à? Bạn này lâu quá không gặp nhờ. Chào cậu. Mày nhìn cái gì? Này các bạn, dạo này giàu lên hả? Tiền ở đâu mà mua xe xịn thế? Ông ấy cứ quá khen rồi. Này, bố mẹ vợ Tùng mới cho tiền mua xe mới đấy. Sướng nhờ. Mà Đức giáo sư, sao không ở đây à? Hôm nay kiếm được bộ quần áo nào ăn mặc bảnh tỏn phết nha. Ê giời, kiếm ở đâu ra? Chắc là xin của ai, hoặc là đi ra chợ mua mấy bộ áo mấy chục nghìn này. Làm sao có tiền mà mua những bộ đồ đắt tiền như chúng mình, đúng không? Mà nó còn không có xe đi cơ mà. Chắc thế Đức đi bộ đến đây à? À, xe của tôi bị hư dọc đường. Trong nữa, thằng em của tôi sẽ mang xe tới đây. Ôi, đã nghèo này còn thích sĩ diện khoe khoang làm cái gì? Đúng rồi đấy, từ trước đến giờ ấy, lớp mình, ông là nghèo nhất lớp còn gì nữa. Mà các ông còn nhớ không? Ngày xưa, nhà nó nghèo nhất lớp, không có tiền nó học phí, phải nhờ nhà trường miễn học phí cho còn gì. Đúng là nghèo trường tồn. Đây, vừa nghe lời tao, đi về đi, thì bây giờ có phải đỡ bị nhục nhã không? Đúng là cái loại mặt dày. Nó mặt dày như thế, làm sao mà biết nhục với nhã chứ. Thế thì chắc chắn hôm nay đến họp lớp là để ăn trực rồi. Đúng rồi đấy. Mấy cậu đừng coi thường tôi như thế chứ. Hôm nay tôi đến đây là để ôn lại chuyện cũ, chứ không phải để nghe mấy cậu coi thường nhau như thế. Mà bọn tao cũng đang ôn lại chuyện cũ ấy thôi. Việc gì phải nhạy cảm như thế? Cứ trách ấy là trách mày nghèo ấy. Tôi nói cho cậu biết, hiện tại tôi đang là chủ tịch một công ty đấy. Chủ tịch công ty á? Thôi, đừng có sĩ diện khoe khoang làm cái gì. Cẩn thận người ta biết ấy, người ta lại bắt mày đi tù vì cái tội là giả mạo đấy. Tôi không có giả mạo, tôi có công ty riêng và có xe riêng thật mà. À, kia là xe của tôi. Em họ tôi đang mang đến rồi. Uầy, này bọn mày ơi, xe đấy xe xịn đấy nhá. Theo tao biết thì cả huyện này có 3 chiếc rồi đấy. Xe của mày thật là Đức. Đợi em họ tôi đến đây, hỏi là biết ngay thôi mà. À, Đức này, mọi chuyện lúc nãy giờ chỉ là hiểu nhầm thôi. Có gì bỏ qua cho bọn tao nhá. Đúng rồi đấy, vừa rồi tao trêu mày mà. Bỏ qua nhá, bạn tốt. Thì mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm thôi mà. Chúng ta là bạn, tôi cũng không để bụng đâu. Được vậy thì tốt quá, cảm ơn bọn tốt nhá. Sao lại... Chào các bạn yêu quý của...
bỏ về rồi chứ. Nhìn cái mặt nó dày thế kia, biết nhục là gì đâu. Này, hôm nay mày biết ở đây có ăn, thế mày đã đem tiền đến chưa? Chắc là nó đến đây chỉ để ăn chừng thôi, chứ còn tiền nong gì cái loại này. Tôi không đến đây để ăn xin. Hôm nay mọi người đóng bao nhiêu thì tôi đóng bấy nhiêu. Thế tiền của mày đâu? Dơ ra cho bọn tao xem. Chứ không tí nữa ăn xong rồi bọn tao phải trả hộ phần mày à? Kìa Tùng, ông cứ nói quá. Nếu như Đức nó mà góp bữa ăn ngày hôm nay, chắc là phải mất cả tháng lương sửa xe của nó mất. Thôi, cứ để bạn Đức ở đây bán uống thoải mái đi. Phần của nó có gì tao sẽ đứng ra và trả cho nó. Tại vì bọn mình ăn ở đây xong, đồ thừa cũng chỉ để cho chó ăn thôi mà. Mày quá đáng lắm rồi đó bác. Anh thấy chưa, anh bác đây vừa đẹp trai lại còn tốt bụng nữa. Đúng là con của giám đốc mà. Bác này, bố mày làm giám đốc của công ty nào thế? Bố của anh bác là giám đốc của chuỗi nhà hàng 5 sao này đấy. Uê, xịn thế nhỉ? Bảo sao lại có xe hộp đi. Chúng mày qua khen. Và thôi, nói chuyện khác đi. Đức, đứng dậy đi. Bao giờ bọn tao ăn xong thì mày ngồi xuống ăn sau, thì mày không đóng tiền. Thằng Vương nói đúng rồi đấy. Bây giờ mày chỉ xứng đáng ngồi sau bọn tao khi bọn tao đã ăn xong thôi. Mày chỉ ăn đồ thừa bọn tao mà thôi. Các người thôi đi. Sức chịu đựng của tôi là có giới hạn thôi đấy. Tôi đường đường là chủ tịch công ty SM, đồng thời là chủ tịch của chuỗi nhà hàng này. Các người đừng tưởng có tí tiền thì thích nói gì thì nói nhá. Mày nói cái gì cơ? Mày là chủ tịch của công ty SM á? Nếu như vậy, tao là bố của chủ tịch đây. Đã nghèo ấy thì chấp nhận số phận đi, đừng có giả danh người khác. Mày có biết chủ tịch công ty đấy là người như thế nào không mà dám nói hả? Kìa Vương, để cho bạn Đức mơ mộng một tí đi. Các bạn không nghe câu, có ai đánh thuế giấc mơ đâu. Mấy người cứ chờ đấy, em tôi đến thì các người sẽ biết thôi. Chắc gì nó đến đây. Thôi, bọn ta không có rảnh để ngồi nghe những câu chuyện sàm xí của mày. Bọn tao bây giờ là những người thành đạt. Tốt nhất ý là mày lượn về đi cho đỡ nhục. Tôi không việc gì phải nhục cả. Tại vì tôi có ăn trộm ăn cướp gì của ai đâu. Cái loại nói chuyện vô văn hóa, sử dụng người khác như các người ấy, mới là người nên nhục. Mày dừng lại. Mày là thằng chó nào? Tôi là em Mọi Đức. Tôi đến đây để vạch mặt Tây Bắc kia. Mặt mũi em bị làm sao đấy Cường? Em bị đàn em của Tây Bắc đánh ấy ạ. Cuối cùng làm sao? Không ngờ lại gặp mày ở đây. Anh tính làm gì? Tao làm gì mà mày phải sợ như thế? Xe này xe của ai đấy? Nhìn đẹp phết nhỉ? Cho tao mượn đi học lớp tí nhá. Xe của ai không mà anh quan tâm. Anh ngồi lên cái xe này, mất công tôi lại phải đi rửa. Mày nói gì đấy anh có? Giỡn mặt với tao đây à? Hay là mày muốn tao cho mày một trận giữ nó cho tao? Này, buông tôi ra, làm cái gì đấy à? Mày nói gì đấy anh có? Giỡn mặt với tao đấy à? Hay là mày muốn đòn giữ lại tao? Các người thả tôi ra, làm cái gì đấy à? Làm gì này? Bố mày nói cho mày biết, xe đẹp đấy, bố mày mượn đi học lớp một tí nhá. Này, giã cho nó một trận cho tao. Này, này, dừng lại đi, xả ra. Tao không ngờ mày có thể làm những việc thủ đoạn như vậy đấy. Này thằng kia, mày... mày đừng có bán không nói có nhá. Đúng rồi đấy. Hai chúng mày thông đồng với nhau đúng không? Nhà thằng Bắc nó nhiều tiền như thế, việc gì phải đi mượn xe? Đến nước này mà mọi người vẫn tin lời nó nói à? Này, thằng sửa xe kia, ăn nó đàng hoàng vào. Xe đấy là xe của anh Bắc. Đúng không anh? Đúng rồi. Xe đấy là xe bố anh mua cho anh đấy. Nếu như bây giờ tao chứng minh cái xe đấy không phải của mày thì sao? Mày đừng có mà nói vớ vẩn nhá. Cái loại nghèo hèn như mày
thì lấy đâu ra tiền mà mua xe chứ. Anh Đức không nghèo như các người nghĩ đâu. Này Cường, em có số điện thoại của ông Lâm, giám đốc chi nhánh khu vực này không? Dạ có anh ạ. Em cho anh mấy điện thoại của em đi. Để tao xem. Máy chứng minh kiểu gì? Chắc là lại giáo cái trò gọi điện thoại ra đúng không? Alo, chào ông Lâm. Tôi là Đức, chủ tịch công ty FVM đây. Tôi thông báo một chuyện. Từ ngày hôm nay, ông chính thức bị sa thải. Lý do á? Lý do, ông hãy hỏi thằng con của ông ấy là biết ngay thôi. Chào ông. Không biết là nó gọi cho ông Lâm nào nữa. Alo, bố à, con nghe đây ạ. Sao, bố nói gì cơ? Bị thôi việc ấy à? Bố. Sao? Có phải là bố mày gọi đúng không? À, đừng này. Nãy giờ có gì cho tao xin lỗi nhá. Đúng là tao có mắt mà không tròng, không nhìn thấy núi Thái Sơn. Không biết mày là chủ tịch công ty FVM, là cấp trên của bố tao, nên là tao mới mạo phạm. Tao đây còn lấy xe của mày đi nữa. Có gì mày bỏ qua cho tao. Đừng có đuổi việc bố tao nhá. Nếu như mày đuổi việc bố tao về, chắc bố tao giết tao chết. Quá muộn rồi. Giá như mày nhận ra sớm hơn thì mọi chuyện đã khác rồi. Tao quỳ xuống, tao xin mày đấy. Mày đừng có đuổi việc bố tao mà. Này, mày đứng lên đi Bắc. Không mọi người lại hiểu nhầm tao là tao đi ức hiếp người khác. Chuyện bố mày bị đuổi việc là do bố mày dạy mày không tốt thôi. Như vậy Đức chính là chủ tịch của công ty FVM. Đức ơi, cho tôi xin lỗi nhé. Vừa rồi tôi chỉ nghe lời thằng Bắc khinh thường cậu. Tớ biết sai rồi, mình bỏ qua cho nhau nhé. Đi hỏi với quý. Thôi, mày bỏ ngay cái bộ mặt giả tạo này đi. Tao thừa hiểu mày ra. Mày thấy bạn giàu, mày mới chơi thôi. Cái loại người như mày ấy không đáng được tôn trọng đâu. Mà tao nghe nói mày là trưởng phòng của công ty Vivu à? Đúng rồi. Tập đoàn FVM của tao sắp tới có buổi hợp tác với công ty Vivu. Nhưng tao nghĩ có lẽ sẽ dừng lại rồi. Tại vì sao? Tại vì tập đoàn của tao không muốn hợp tác với một công ty mà có một người trưởng phòng nó coi thường người khác như mày. Đừng mà, Đức ơi, như vậy thì chết tao mất. Bỏ qua cho tao đi Đức. Đấy là hậu quả do mày gây ra thôi. Bây giờ mày phải gánh chịu chứ. Còn các người nữa, tôi nói cho các người biết, tôi ăn mặc quần áo cũ kỹ hay tôi làm sửa xe thì chưa chắc tôi đã nghèo đâu. Các người đừng vì thế mà coi thường sỉ nhục tôi. Sống ở đời này chưa biết ai hơn ai đâu. Vậy rốt cuộc cái xe đấy không phải là của anh đúng không? Anh dám cướp tôi à? Loại nghèo hèn như anh bây giờ ấy không xứng để yêu tôi đâu. Này bác, đưa tôi chìa khóa. Các người cứ ở lại mà vui vẻ với bữa tiệc này đi. Ý, con gà của anh hơi bị chiến đấy. Thế à? Ừ, ăn nào. Bắt lại anh ơi. Bắt lại. Nó chạy hướng nào không? Tôi chết rồi. Đuổi theo. Cái gì nó bay qua ấy nhỉ? Con gà anh ơi. Tao lại có thể may mắn thế nhỉ. Mày điện báo ngay cho anh em chuẩn bị nước sôi, cắt tiết làm thịt gà. Hôm nay tao sẽ khao anh em món gà nướng. Ok rồi anh ạ. Hai anh ơi, đây là con gà của tôi. Hai như tôi xin lại nhá. Ngớ vẩn. Gà nào là gà của mày? Gà này là gà của nhà tao. Tao vừa mới bắt được nó đấy. Các anh buồn cười nhở. Gà này là gà của tôi thật mà. Tôi đang ngồi ở trên xe thì không may nó bay xuống đây. Các anh đừng có giỡn như thế chứ. Giỡn cái đầu mày ấy. Mà này, mày là thằng nào mà dám ở đây giành đồ với đại ca tao hả? Bây giờ có bố mày ở đây thì xin, tao không cho đấy hả? Ok anh Bắc, đây là anh Đức, bạn của em ở làng bên mới qua chơi. Anh ấy bán gà, anh cho anh ấy xin lại con gà đi. Cầm mồm lại đi, cái thằng rẻ rách ạ. Chúng mày nghèo quá, không có tiền ăn thì ra chợ mà đi ăn xin đi. Đừng có đến đây rồi lại nhận là con gà của mày rồi cướp nó. Không có chuyện đấy đâu.
Anh qua đám rồi thôi. Đây chính là con gà của tôi mà. Mày to mồm gớm nhỉ. Đưa tao cầm, mày xử lý nó đi. Này, mày thích giành đồ với đại ca tao không hả? Mày nói gà của mày đi, cho mày thành gà bây giờ. Anh định làm gì? Anh đánh tôi à? Tôi thách anh đấy. Thách cho... Này, đứng lại. Có thể đánh người, đứng lại. Này, cậu làm gì đấy hả? Anh ơi, con quỷ nhỏ lắm mồm, đi thôi. Mày như bọn mày đấy nha. Trả gà cho tôi, trả gà đây. Anh Cường, anh có sao không? Anh không sao. Mà sao anh đi chở hàng cho người ta lại để cho bọn họ đánh là thế nào? Anh mà cũng may có em ở đây đấy, chứ không anh bị hai người kia đánh cho sưng hết cả người lên rồi. Chào em. Anh là ai? Đây là anh Đức, bạn của anh ở làng bên. Anh ấy qua đây để buôn bán đấy mà. Em chào anh ạ. Mà sao hai anh làm gì mà để bọn nó đánh thế? Anh đang đi với Cường thì không may con gà của anh nó rơi mất. Thế là bọn nó nhặt được, anh đến xin lại, chúng nó không trả. Chúng nó còn đánh mất anh nữa. Anh ấy đi chở hàng cho người ta, việc của mình thì chưa lo xong, lại còn lo cho người khác, để cho bản thân bị đánh như thế này nữa. Anh đúng là đồ ngốc. Thôi, anh không sao, anh còn bị đánh nhẹ. Anh Đức đây mới bị đánh nặng đây này. Mà thôi, mình về nhà đã, đi. Về nhà em thôi anh. Cậu sống ở đây à? Vâng ạ. Sao? Anh thấy thất vọng lắm à? Nhà anh em tôi nghèo như thế đấy. Anh không ở được thì có thể đi. Trúc, không được nói chuyện bố bã như thế. Anh Đức là bạn của anh, lớn tuổi hơn em đây. Xin lỗi đi. Xin lỗi? Mà anh Đức nhà ở đâu ạ? Anh làm nghề gì ạ? Nhà tôi cũng nghèo. Tôi bán gà để kiếm sống qua ngày. Tết năm nay có khi không được về nhà ăn Tết đấy. Em xin lỗi anh nhá. Em không biết chuyện đấy. Đã vậy lại còn nói nặng lời với anh nữa. Hay là anh ở đây ăn Tết với chúng em đi. Đúng rồi đấy ạ. Anh ở lại đây ăn Tết với lại bọn em đi. Nhà em tuy là không giàu có gì nhưng mà vẫn dư sức để ăn Tết anh ạ. Vậy thì cảm ơn hai em nhá. Thôi anh vào trong nhà đi đã. Ấy, này, anh tặng em đấy. Sao hôi thế? Anh mua à? Ui, sao con gà này béo thế? Anh chọn khéo thật đấy. Gà này mà làm thịt thì ngon biết mấy. Chuyện, những gì mà anh tặng em ấy phải là đồ ngon nhất và xịn nhất. Em có thích không? Thích, anh mang vào trong nhà, biếu với mẹ em đi. Ông bà bú thích ăn thịt gà nhất đấy. Khoan đã, anh chuẩn bị tiền sính lễ chưa? Năm nay mà anh không cưới em là sang năm bố mẹ em gả em cho người khác đấy. Anh biết rồi, nhưng mà tiền sính lễ nhiều quá, nhà anh đang phải bàn bạc. Bàn cái con khỉ khô ấy, lúc mới yêu anh khoe khoang nhà anh giàu có lắm cơ mà. Bây giờ tiền sính lễ có tỷ bạc cũng chần chừ nữa. Hay là anh hết yêu em rồi? Không phải, anh... Anh cút về nhà đi, khi nào ấy đủ tiền sinh lễ, tháng nói chuyện tiếp. Tôi không rảnh mà đi chơi hay là nói chuyện với cái người kia kết xác đâu. Anh xin em đấy, em đừng có bỏ anh mà. Cút! Anh trai, hóa ra anh ở đây à? Trả gà tôi đi. Cậu ngủ đi. Gà gì đấy? Thế cô không biết à? Anh này là... Đây là bạn gái tao đây, nói ra... Nhanh chạy đến anh trai. Rồi, đây tiền gà của anh đây, anh cầm đấy nhá. Lần sau mà khi ăn gà ngon, cứ gọi cho tôi nhá. Đi. Thằng bán gà ấy mà, sáng anh mua gà cho em. Nhưng mà anh chuyển khoản thì nó không có tài khoản đấy. Rồi, anh đi về nhà đi. Kìa. Con gà này. Em cầm lấy con gà với ít tiền để ăn Tết. Nhà anh chẳng có gì ngoài gà. Em cầm lấy đi để cải thiện bữa ăn. Thôi,
Em không dám nhận đâu. Anh còn khó khăn hơn gia đình em. Anh Cường mà biết, anh Cường mắng em chết đấy. Em cứ cầm lấy. Còn Cường cứ để anh nói cho. Tết nhất thì phải chuẩn bị một mâm cơm tươm tất chứ. Anh còn tiền mà, em không phải lo. Em không cầm là anh đi đấy. Mẹ em xin nhá. Này! 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 Giật hết cả mình! Mày, thằng nào đấy? Là mày à? Là tôi đây. Mà tại sao hai người lại lén la lén lút ở trang dạy gà đây? Đấy là việc của bọn tao. Không liên quan gì đến mày. Tốt nhất là cút đi. Đây là trang trại gà của tôi. Thì làm sao mà tôi mặc kệ với tôi đi được chứ? Này, mày đừng có bốc phét nữa. Nhìn cái bộ dạng nghèo nàn rách nát này của mày thì làm sao mày có thể là chủ của một trang trại lớn như thế này được? Tôi nói thật mà. Thật cái đồ mày ấy. Tao điều tra rồi đấy. Đây là trang trại gà của đại gia chân đất siêu giàu có. Hay là mày tham gia băng nhóm bọn tao đi. Đến lúc đấy bọn tao cho mày ít tiền. Lại còn băng nhóm nữa. Tao đã điều tra rồi. Riêng an ninh của cái trại gà này rất chỉ là lòng lẻo. Bây giờ chúng mày chỉ cần canh gác ở đây. Tao vào kia trộm mấy chục con gà, mình bán đi là có tiền. Riêng cơ mình chỉ cần làm một tuần thôi, có khi mỗi đứa có một cái xe máy, khỏi phải đi xe công nè. Nhưng mà trang trại của tôi thì việc gì tôi phải ăn trộm chứ? Này, nói chung mày có làm không? Không làm thì biến. Đừng mà đứng đây lao nhau, tao đấm vỡ mồm đấy. Biến. Này, tôi nói cho hai người biết, kiếm việc gì cho chính mà làm. Chứ suốt ngày làm ăn trộm ấy thì không khá lên được đâu. Thôi cút đi, bọn tao còn làm việc. Alo, cậu cho bảo vệ ra ngay trang trại nhá. Nếu thấy ai khả nghi thì đuổi đi ngay cho tôi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng cho tôi. Ô Trúc, Trúc, có chuyện gì đấy? Anh Đức ơi, anh trai em. Anh trai em bị đụng xe rồi, mau đến giúp anh ấy với. Em dẫn đường đi. Mẹ kiếp, thằng chó này. Mày mù rồi đấy à? Định lao vào xe bố mày để ăn vạ đúng không? Mày chán sống hả? Anh ơi, đâu. Anh bỏ em ra. Anh tha cho em ạ. Mày nói cái gì cơ? Tha cho mày ấy. Mày làm xước xe của tao rồi. Mà mày có biết không? Xe này là xe tiền tỷ của đại gia chân đất ở cái làng này đấy. Bây giờ muốn tao tha, đền tiền cho tao đi. Anh ơi, em làm gì có biết gì đâu. Là anh đâm vào em mà. Thế ý mày bảo là tao sai đúng không? Tao nói luôn cho mày biết, người giàu thì không bao giờ sai, hiểu chưa? Còn cái loại không biết cho mày. Không biết cho mày. Anh Cường, anh có sao không? Này, có chuyện gì vậy? Lại là mày à? Trời ơi, sao suốt ngày gặp chuyện rắc rối là lại xuất hiện mày như thế chứ? Mày biết tên tao là gì không? Thì mày là thằng Đức. Thì đúng rồi. Lúc nào mày thiếu đồ Đức ấy thì lúc đấy có tao ở đấy để bù trừ lại cho mày chứ còn gì nữa. Anh bác, có chuyện gì vậy anh? À, anh đang đi dạo cùng với anh họ của mình thì thằng cu này nó lao vào xe anh để ăn vạ đấy. Ui, cái xe này là xe của anh họ anh à? Sao mà xịn thế? Chắc là anh họ của anh giàu lắm đúng không? Chuyện xe tiền tỷ mà lại. Mà anh nói cho em biết nhá, xe này là xe của đại gia chân đất nổi tiếng ở cái làng này đấy. Ấy, này, này, cái thằng kia. Mày bỏ ngay cái tay thối tha của mày ra đi. Mày có biết xe này là xe tiền tỷ, mày đụng vào đấy, nhỡ mày xước sơn là bọn mày có làm cả đời cũng không đền được đâu. Đúng rồi đấy, chắc chắn là chúng mày thấy giàu có nên là muốn xông vào ăn vạ để làm tiền đúng không? Sao mày liều mạng thế nhở? Này, các người thôi đi. Anh trai của tôi nổi tiếng là hiền lành thật thà, chất phác ở cái làng này. Anh ấy không bao giờ ăn vạ trước xe các người đâu. Đúng, là chiếc xe này va vào tôi mà. Hóa ra là hai anh em nhà nghèo đầu làng à. Bố mẹ chúng mày mất sớm, không có ai dạy dỗ. Đây là học cái thói lưu manh ăn vạ đúng không? Nói cho chúng mày biết, không đền tiền cho tao, tao báo công an, vô cổ hết chúng mày lại. Đây, nói khó nghe thế anh trai. Trên xe này ấy, có camera hành trình. Bây giờ vào kiểm tra thôi, là biết lỗi tại ai ngay thôi mà.
Mày thì biết cái gì chứ? Câm mồm lại đi. Giời, cái đợi đám rẻ rách. Cãi nhau xong chưa? Nói chuyện cả buổi rồi đấy. Mày có làm được việc không? À, dạ, thưa anh họ. Đây chỉ là một đám nhà quê nghèo hèn thôi. Em đang giải quyết bọn nó, anh yên tâm đi. Nhìn cái thằng này, vừa nghèo vừa bẩn thế này, chắc là nhà mày nghèo lắm đúng không? Mà này, mày nghèo như thế này, không có đủ tiền ấy, thì đi ăn xin đi. Sao phải ăn vạ chiếc xe tao? Anh thôi đi, anh trai tôi không bao giờ làm như vậy. Từ nãy tới giờ, chỉ có các người chửi chúng tôi rồi đấy. Này, anh là ai mà đi lái xe của người khác, lại tự nhận là xe của mình? Lại thêm cái thằng rẻ rách nào đây? Tao là đại gia chân đất ở cái làng này. Đây là xe của tao, mà cứ làm như xe của mày ấy. Hết đòi xem cam, rồi lại ý kiến này nọ. Này, tao là ô xin cho nhà mày đấy à? Thằng rẻ rách kia, mày ấy chỉ là thằng rau gà hôi thối mà thôi. Anh ấy là đại gia chân đất đấy, mày không đến lượt dạy đâu. Đây là xe của tôi, thì tôi có quyền được chưa? Vớ vẩn, đây là xe của tao, lấy đâu ra xe của mày chứ? Mà kể cả xe của mày ấy, thì mày lấy gì để chứng minh? Cái gì? Mày đang nói vớ vẩn cái gì đấy? Xe nào là xe của mày? Mày có bằng chứng không? Được rồi, mọi người muốn bằng chứng cái gì? Để tôi gọi thư ký của tôi đến, là mọi người biết ngay thôi. Bán gà mà có thư ký cơ. Alo, Cổ Long à? Tôi đang ở đầu làng, cậu đến ngay luôn nhá. Được rồi, các người cứ đợi một chút, thư ký của tôi đến là các người sẽ biết tay ngay. Anh đau à? Tránh khỏi cái xe tao mà. Cường ơi, em bị đau à? Bây giờ mình đưa Cường vào bệnh viện đi, chuyện này giải quyết sau đi. Không được, bây giờ chúng mày mà đi thì lấy ai ra mà đền vết xước xe tao chứ? Cậu bác này biết nhà chúng tôi ở đâu mà, chiều đến mà tìm. Đi. Sao? Cái thằng này, mày còn đứng đấy làm gì nữa? Mau điều theo chúng nó nhanh lên. Vâng vâng. Đứng lại. Mày đắc tội với anh Tùng, bây giờ bọn mày định bỏ trốn đấy à? Này, anh tính làm gì đấy? Anh tính bạo lực đấy à? Này, bỏ anh ấy ra, các người tính làm gì đấy? Cái con này, mày đứng yên ở đấy, không thôi á, phải biết tay đấy, bỏ ra. Các người làm gì thả ngoài trước ra, có gì thì mình tính nói chứ, làm gì mà túm người như thế? Bởi vì nó mất dạy, bởi vì nó dám sỉ nhục tao, coi thường tao, nó còn nghi ngờ tao là đại gia chân đất lởm. Tao là đại gia chân đất nổi tiếng nhất ở cái vùng này, ai cũng biết. Bây giờ nó nói tao như thế, khác gì là sỉ nhục tao chứ? Những lời anh nói đều là giả dối hết, anh không phải đại gia chân đất gì cả. Cầm mồm, sao mày dám nói láo tét như vậy chứ? Bác, đánh cho nó một trận, đánh khi nào nó thừa nhận cái tội là dám sỉ nhục tao đi. Này, đứng lại, đứng lại, đứng lại. Này, mày ra cái hàng kia, mày xuống đây đi, ai cho mày lên xe đấy hả? Hàng kia, xuống đi, bẩn hết xe rồi, nhanh lên. Này, có giỏi thì mở cửa ra bắt tôi đi, mở cửa mà đánh tôi này. Xuống. Cái thằng kia, mày có ra nhanh lên không? Này, tao mà vào nhà mày, bố mẹ mày cũng không yên với tao đâu. Này 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 này, hai người làm cái gì vậy? Xe của anh có bị làm sao không? Xe của anh không vấn đề gì hết. Em đang có chút chuyện em cần xử lý. Anh cứ về đi, rồi tí nữa em lái xe em trả anh sau. Không được, anh cho mày mượn xe xong việc rồi thì phải trả anh chứ. Kìa anh, thôi anh cứ về trang trại đi, tí nữa em lái xe trả anh đàng hoàng. Này, thế chiếc xe này không phải là chiếc xe của anh họ à? Mày thì biết cái gì? Im mồm. Thôi trả xe cho anh đây, chẳng may sếp của anh lấy xe đột xuất anh biết phải làm sao? Trời ơi, có cho em mượn cái xe thôi mà anh cũng cầu kỳ thế. Anh cứ về đi, nghe em, rồi tí nữa em lái xe em trả anh mà. Nhưng mà... Nhưng nghị gì thôi, về đi. Thôi được rồi, tí nhớ trả xe anh đấy, anh về đây. Vâng ạ. Cậu Long, cậu định đi đâu đấy? Bắt được mày rồi nhá. Có phải mày thèm khát ngồi ô tô để lên xe ngồi đúng không? Này, bỏ tôi ra, tôi đang nói chuyện với nhân viên của tôi cơ mà. Anh Đức, cậu đứng đây làm gì nữa? Bảo đàn em của cậu thả tôi ra đi. Thằng kia, thả ra. Mày có biết đây là ai không hả? Biết chứ, cái thằng này là thằng bán gà ở làng khác tới đây. Anh làm gì thế? Không được hỗn. Trời ạ, đây chính là chủ trang trại gà, là đại gia chân đất, sếp của anh đấy. Cái gì cơ? Đại gia chân đất thật sao? Hóa ra anh là đại gia à?
Thế sao? Anh bảo là anh không có tiền, không có nhà để ăn Tết cơ mà. Anh đang sống ở nhà chúng tôi mà. Thì đúng là như vậy mà. Nhà anh ở xa, không về ăn Tết được. Thấy hai đứa em tốt bụng nên hôm nay anh muốn xin ở lại ăn Tết cùng. Mà Cường đồng ý rồi mà, đúng không? Dạ đúng ạ. Nhưng mà thật không ngờ có người dám lấy tên tuổi của anh, lấy xe của anh đi, gây tai nạn, rồi còn chơ chẽn đòi tường và sỉ nhục người khác nữa. Sếp ơi, anh nói ai vậy ạ? Chính là cậu em vợ yêu quý của cậu đây này. Long à, tôi thật sự thất vọng về cậu đấy. Dạ, em xin lỗi ạ. Tại vợ em năn nỉ quá nên em mới cho cậu ta mượn xe đấy chứ. Anh ơi, chỉ là chuyện nhỏ thôi ạ. Chuyện nhỏ á? Cậu lấy xe của tôi, lấy danh tiếng của tôi. Nếu cậu đi lừa người khác thì tôi biết phải làm thế nào. Còn cậu bác đây lại còn ghê gớm hơn nữa cơ. Cậu ta bảo là em trai của đại gia chân đất, rồi đi hăm dọa đánh người khác nữa. Mày sao? Tôi nói oan ức cho các người lắm à? Tôi biết là tôi sai rồi, mong anh bỏ qua tôi. Tôi xin lỗi ạ. Tôi về đây ạ. Này, đi đâu mà vội vào vàng thế? Cậu gây tai nạn rồi cậu bỏ đi như thế mà được à? Anh muốn làm gì ạ? Cậu phải chịu toàn bộ trách nhiệm và chi phí khi gây tai nạn cho cậu Cường. Hơn nữa, việc cậu lợi dụng tên tuổi người khác, tôi sẽ báo cho công an. Còn cậu Bắc, cậu ăn trộm ở trang trại gà của tôi bao nhiêu con rồi? Cậu nói đi. Sao anh biết? Cậu nên biết là trang trại của tôi có rất nhiều camera. Vì thế, cậu mau trả lại gà hoặc đền bù lại cho tôi đi. Nếu không, cậu sẽ đi tù đấy. Đừng mà, tôi trả mà. Còn cô nữa, bớt sỉ nhục và coi thường người khác đi. Đừng tưởng mình có một chút nhan sắc thì muốn làm gì thì làm. Cô nên nhớ, vẻ đẹp của một người phụ nữ không nằm ở vẻ bề ngoài mà bên trong tâm hồn đấy. Các người mau xin lỗi đi. Tôi biết rồi ạ. Tôi xin lỗi ạ. Tôi quý hai người vì tính nhá, thật thà chất phác. Tết năm nay hai người cho tôi ở lại ăn Tết nữa nhá. Dạ được ạ. Cậu Cường này, tôi biết là tôi có lỗi với cậu. Cậu cứ đi khám đi, mọi chi phí tôi sẽ lo hết ạ. Còn cậu Long, từ ngày mai cậu chính thức bị đuổi việc. Chủ tịch, em sai rồi, em biết lỗi rồi, anh bỏ qua cho em đi ạ. Em hứa từ lần sau em sẽ không nghe lời vợ nữa. Thôi, quá muộn rồi. Đây là bài học dành cho cậu. Đừng để người nhà dính dáng đến công việc nữa. Dạ vâng ạ. Hai em lên xe đi. Anh sẽ đưa hai đứa đến bệnh viện rồi kiểm tra vết thương xem sao. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Hai em nhà em là người tốt, dù khó khăn nhưng mà vẫn rộng lòng giúp đỡ người khác. Còn hơn những người giàu có mà xấu tính, luôn chà đạp lên những người yếu thế hơn mình. Những người như thế mới là những người đáng khinh. Đi thôi em. Mày đúng là cái lũ ngu. Lần này đi tù ấy, tự mà chịu đi. Anh.